Bí quyết giáo dục con của Thái Tiếu Vãn. Trong cuộc sống, việc giáo dục con cái không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghệ thuật. Hãy cùng khám phá bí quyết giáo dục đặc biệt từ Thái Tiếu Vãn, một người cha với những triết lý giáo dục đầy ý nghĩa. Tình yêu là chìa khóa. Tình yêu là nền tảng của mọi giáo dục, bởi chỉ khi yêu thương, chăm sóc con, giáo dục mới thực sự mang lại hiệu quả. Giao tiếp hiệu quả. Thay vì ép buộc, ta hãy giao tiếp nhẹ nhàng, giúp trẻ hiểu và thấu hiểu suy nghĩ của cha mẹ. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và giảm thiểu sự đối đầu. Đạo đức trên hết. Đạo đức và phẩm chất là quan trọng hơn cả điểm số. Hãy khuyến khích con phát triển nhân cách và ý chí kiên cường. Đi theo con đường của riêng mình. Hướng dẫn con theo đuổi đam mê và thế mạnh riêng để họ có thể phát triển và thành công theo cách của riêng mình. Truyền cảm hứng từ nhỏ. Việc truyền cảm hứng từ nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển tốt hơn. Động viên và ủng hộ từ cha mẹ là nguồn động lực quan trọng để con theo đuổi ước mơ.